Xin chào, tôi là bác sĩ Phạm Xuân Khiêm. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ về tạo khuôn mặt V-line và hậu quả của tạo khuôn mặt V-line. Vậy tạo khuôn mặt V-line có nghĩa là các bạn lấy cái điểm giữa từ hõm xương ức, tưởng tượng có một mặt phẳng và có một cái góc đi lên hai góc hàm. Thì cái góc này, cái góc của cái mặt phẳng chéo như thế này, cái góc này nó là 30 độ. Vậy thì để tạo nên khuôn mặt V-line, người ta phải đo đạc hai cái góc hàm này nó đang bạnh ra như thế nào. Bởi vì từ cái điểm ngay hõm xương ức kẻ một đường lên đây, từ hõm xương ức kẻ đường lên đây, và hai cái đường này nó hợp lại một góc mà hơn 30 độ thì phải cắt cái này đi để cho hai cái điểm này nó hẹp vô. Từ đó mới ra cái góc 30 độ chỗ này. Thế thì tính toán làm sao để ra được như vậy? Điều thứ nhất, nguyên tắc đầu tiên là phải chụp trên một cái phim rất rõ ràng, đó là CT con beam, chứ không phải chỉ chụp CT đơn thuần. Bởi vì CT con beam nó sẽ tính toán được, nó sẽ cho các bạn nhìn thấy được, cho các bác sĩ nhìn thấy được cái sợi dây thần kinh cắn nó nằm ở chỗ nào. Và từng cái góc răng, mỗi cái răng nó sẽ có 3 góc, có khi có răng hai nó 2 góc, nó có độ sâu như thế nào. Về nguyên tắc thì phải nhìn thấy được từ cái xương mình muốn cắt cho đến cái góc răng nó chĩa xuống như thế này, để chúng ta tính toán làm sao cái góc răng cho đến cái phần cắt á, nó còn cách nhau được khoảng tầm 7, tối thiểu là phải 7mm. Một số người cứ cố tạo cái V-line rồi cắt cái bản xương quá mỏng mà không nhìn thấy được hiện tại người ta đang còn bao nhiêu. Thế thì cái răng ăn không được nữa, bởi vì nhai xuống là nó thốn. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi không có CT con beam thì cũng cố tạo nên cái góc 30 độ chỗ này, thì vô tình cái sức cơ, cái khối lượng cơ chỗ này nó đang ép một cái lực. Ví dụ các bạn đang có cái bản xương bằng 4 ngón tay này, các bạn cắt đi, còn cái cơ bên ngoài nó vẫn bám vào đây, nó ráng nó kéo lên đây. Thế thì nó làm cho cái khớp thái dương hàm chỗ này của các bạn bị thốn đau, và đưa đến một kết quả là các bạn rất khó há miệng. Như vậy, sau khi tạo nên khuôn mặt V-line, các bạn sẽ đối diện với hai chuyện: luôn luôn đau khớp thái dương hàm, tức là đau ngay cái khớp của cái lỗ tai, và cái khớp này nó đau thì nó đau vòng ra cả cái vùng thái dương, gần như là nửa đầu của các bạn. Và các bạn gần như sẽ rất khó há miệng, rất khó cử động và biểu hiện cái cảm xúc của khuôn mặt. Và cái chuyện thứ hai, đó là các bạn nhai không được vì nó ê. Vì các bạn nhai, nghĩa là cái chân răng nó thốn xuống dưới là các bạn sẽ đau. Cho nên tôi nhắc lại với các bạn, khi tạo khuôn mặt V-line, các bạn phải chụp phim CT con beam và đừng cố đi đến cái góc 30 độ như thế này. Bởi vì chúng ta phải tuân thủ cái nguyên tắc nhìn thấy được các góc răng, độ sâu của từng góc răng với cái bản xương mà chúng ta muốn cắt. Thứ hai là đánh giá được cái sức cơ để chúng ta xử lý cái phần cứng vừa đủ. Đồng thời khi xử lý phần cứng xong, phải làm cái cơ này gọn lại. Chứ nếu không thì các bạn sẽ không còn một cái sức nhai nào cả. Thì có cái giải pháp nào để các bạn biết trước được điều đó? Thì trong ngành làm đẹp nó có một cái phương pháp đó gọi là mini V-line. Vậy mini V-line là gì? Mini V-line có nghĩa là chúng ta không điều chỉnh tới phần xương. Các bạn có thể thử qua cái mô phỏng của máy móc phớt, tức là các bạn nhìn thấy được khuôn mặt của mình, nhìn thấy được khối lượng cơ của từng bên mặt. Và khi đó chúng ta sử dụng Dysport hoặc là Botox với một liều lượng phù hợp, ví dụ 42 đơn vị hoặc là 46 đơn vị cho từng bên. Và lúc đó các bạn đánh giá thử xem cái khuôn mặt của mình trước đó và sau đó tạo cái V-line cho cái phần mềm thôi, có nhìn thấy được hay không. Tôi tin rằng cái việc mà đánh giá qua cái máy móc phớt trước và sau và chỉ xử lý phần mềm thôi, các bạn cũng đã nhìn thấy được khoảng 65% kết quả thực tế khi các bạn muốn điều chỉnh khuôn mặt V-line. Và cái mong muốn này tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rằng đừng quyết định vội vã cho cái việc tạo khuôn mặt V-line của mình qua cái việc đến rồi cắt xương. Bởi vì các bạn sẽ có cái hậu quả rất dài về sau, mà cái đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe không thể nào hồi phục được. Với chia sẻ này,
tôi đưa ra một khuyến cáo là các bạn nên có cái hình ảnh chụp trước sau và mô phỏng, nếu như tôi chỉ điều chỉnh phần mềm thôi. Các bạn hãy chia sẻ điều này chân thành với người bác sĩ mà các bạn chọn. Tôi muốn điều chỉnh cái phần V-Line, nhưng trước mắt tôi muốn điều chỉnh cái mini V-Line. Tức là bước đầu tiên là nên như vậy, để xem coi là khi tôi điều chỉnh mini V-Line thì khuôn mặt của tôi đã được như tôi mong muốn chưa. Và điều đó các bạn thấy rất rõ ràng trên những cái máy, giống như là cái máy chẩn đoán khuôn mặt, coi sau khi tôi làm đẹp và trước khi tôi làm đẹp có đạt như các bạn mong đợi hay không. Thì điều này là điều rất quan trọng, rất quan trọng cho sức khỏe làm đẹp, rất quan trọng cho sức khỏe về sau của các bạn luôn. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.